Tôi thích tóc cô. Tôi cũng thích tóc anh. Wow. 5 năm sau. À đâu. Trời buồn trời đổ cơn mưa. Xin mời đối tiếp cho vừa một câu. Trời buồn trời đổ cơn mưa. Em buồn em lấy quả dưa đâm vào. What? Trời buồn trời đổ cơn mưa, ta buồn ta ngủ từ trưa tới chiều, ngủ xong ta ăn cơm chiều, ăn xong ta lại ngủ từ chiều tới mai. Trời buồn trời đổ cơn mưa, em buồn rạng hắng từ trưa tới chiều. Trời nghe chưa? Trời buồn trời đổ cơn mưa, anh buồn anh ngửi lon luôn từ chiều, ngửi xong nhận ra một điều, lon em khắm vãi thế là ngất luôn. Tạm biệt bố mẹ nhé, ít bữa có lễ gì con lại về. Còn mỗi đôi tổ ong cũng mang đi nốt con với cái. Con cái mới thế chứ con đực nó lười mang lắm, chả mấy khi thấy con đực tay xách nách mang. Quá chuẩn luôn. Mỗi lần về gói dầu gội đầu lẫn đôi dép là cũng phải mang đi mới chịu. Rồi còn duy nhất một quả táo bố bảo thôi mày mang nốt đi cho tao nhờ, thế là cũng mang đi. Hiểu kiểu gì? Chúng bay là lũ vịt rời, bé thì ăn hại, lớn rồi bay đi. Hình ảnh ông bố mỗi khi con gái về thăm nhà sếp. Bố sếp, còn đôi này sao mày không lấy nốt đi con với chả cái? Con với chả cái, có đôi dép ông bố đi trong toilet nó cũng xách đi. Mỗi lần nó về là gà vịt hoảng loạn, chó mèo sang chấn tâm lý. Dạo này kinh tế khó khăn, trong nhà còn có cái chăn nuôi à. Con ơi cha mẹ đã già, của cải chẳng có về nhà làm chi. Mỗi lần con đến quân đi, hơn nửa tài sản lấy gì ăn đây? Mày về liên quan gì đến tao mà bắt tao đi? Dịch này tao có muốn đi chơi đâu, ký tên, vịt. Lần sau quay về, bố mẹ bảo còn mỗi cái nhà thôi con, gà vịt hoang mang trốn cả rồi. Con gà, con vịt nuôi bao năm vất vả, con về phát tất cả mang đi luôn. Bà đừng quay trở lại, biến nhanh bà lẹ. Tin chưa, mất nụ hôn đầu giơ tay. Đừng tin mấy thằng giơ tay ở đây, thậm chí nó còn mất cả chim đít rồi. Tưởng bố mẹ trao cho chúng ta nụ hôn đầu rồi. Nhưng người chưa mất nụ hôn đầu năm 2021. Có nút nào giơ được cả chân không? Đúng là con trai của ta. Năm nay phải mất, không mất thì dẹp mẹ đi. Em vợ, anh rể may mắn và cô em vợ đam giang. Lần trước với vợ là 1 phút, chắc lần này với em vợ sẽ lâu hơn. Vợ Lộc chê thằng em Lộc ngắn, giờ Lộc phải làm sao đây? Hỏi vợ anh xem đổi Lộc khác chịu không? Cắp đi chứ có như không? Thôi kệ, mặc dù ngắn nhưng mình yếu nữa lo gì? Để em bú cho mau lớn nghe. Đừng làm gì có lỗi với chị em. Mặt học sinh nhưng được cái súng phụ huynh, giờ muốn làm em đồng hao của anh thì phải làm sao đây? Chụp ảnh với em vợ trong phòng ngủ anh không thể gì đâu, anh làm. Mượn vợ Lộc đi chơi một hôm được không? Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Ngày nghỉ lễ cuối cùng, nhiều trường đại học vẫn chưa chuyển sang học online, khiến sinh viên thấp thỏm mong chờ.
đau lòng, vừa mua vé xe xuống trường xong thì có công văn. Giờ sáng mai học và tao vẫn đang ở nhà chờ công văn. Hai tiếng đếm ngược chờ công văn của nhà trường. Có thể bạn không biết, cưa đổ một chị hơn 3 đến 4 tuổi tỷ lệ thành công sẽ là 96,69%. Đừng để chị lừa là được, chị chơi rồi chị bỏ, khổ thân con cu. Nhưng mà lại thích các chị hơn 30 đến 40 tuổi cơ. What the hell? Đúng kiểu trâu già thích gặp cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ đây mà. Muốn lái máy bay thì giọng phải trầm trước đã. Mày ơi, Grab bảo thích một bạn nam xét lốp giọng trầm ấm. Giờ làm thế nào để tao nói được giọng trầm nam tính quyến rũ để tao cho nó gục ngã luôn? Giọng tao the thế quá. Dễ, cứ đổi hết dấu trong câu mày nói thành dấu huyền là được. Như thế này à? Đúng rồi đây, nam tình quá. Mang tiếng tán chị hơn một tuổi nhưng lại bị từ chối. Những điều không nên tin ở con gái. Ảnh trên mạng, Si Nhan, hồi bé bị ngã xe. Những điều không nên tin ở con trai, em là người con gái mà anh yêu nhất. Tao thề câu này lúc yêu con nào nó cũng nói câu đó luôn. Quá chuẩn luôn. Không não hộ tớ cái, hồi nhỏ té xe. Ngã xe rách cái quần sâu bên trong đó mà. Anh là người đầu tiên của em. Còn con trai thì chỉ mỗi câu anh sắp ra là tin được thôi. Hồi bé bị ngã xe thì bị thâm đầu gối thôi các ông, tôi vẫn tin người yêu cũ mà. Chúc mừng bạn Việt Anh Bùi đã có câu trả lời đúng chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Ngoài ra bạn Nguyên Nguyên, Toan Vui, HHN Vĩnh Long, Duy Anh, Thợ Săn, Điền Nguyễn Đông, Phúc, Linh Nguyên, Anh Tuyết Nguyễn Thị, Mỹ Duyên, Thắng Đinh, Quang, Minh Tan, Mo Chan, Anh Lạc cũng có câu trả lời đúng nhé. Còn đây là câu hỏi phần này, dựa vào khả năng tính toán, liên kết, bạn có tìm ra được giá trị số tương ứng với một quả cherry, một quả táo và ba quả chuối hay không? Like và đăng ký kênh để nhận video mới hàng ngày nhé!